Nhận định bóng đá Hải Phòng với Hà Nội FC, 17:00 ngày 8 tháng 7, đối đầu với Hà Nội FC từ trước đến nay chưa bao giờ là dễ dàng với Hải Phòng, và trận đấu mở màn lượt về ở Lạch Tray chiều nay có lẽ cũng không là ngoại lệ khi đội bóng thủ đô đang hừng hực khí thế, muốn tăng tốc để lấy lại ngôi đầu bảng. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Sau nhiều mùa giải chơi thăng hoa, trở thành đội bóng rất khó để đánh bại, Hải Phòng ở V-League 2019 đang thể hiện bộ mặt trái ngược. Hiện tại, đội quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không còn giữ được chất ngổ ngáo khiến các đối thủ phải e ngại. Trải qua 13 vòng đấu ở lượt đi, Hải Phòng chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 6 trận, được 15 điểm, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đây rõ ràng không phải là kết quả làm hài lòng người hâm mộ đất cảng. Sau khi lượt đi khép lại, huấn luyện viên Việt Hoàng cũng phải thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi các cổ động viên trước thành tích không như mong đợi của đội nhà. Nhà cầm quân gốc Hà Nội khẳng định, Hải Phòng sẽ có những thay đổi về mọi mặt để thi đấu tốt hơn ở lượt về. Để làm mới đội hình, Hải Phòng quyết định nói lời chia tay bộ đôi trụ cột Đình Bảo, Quốc Trung, đồng thời chiêu mộ hàng loạt gương mặt cựu binh và tân binh còn rất trẻ ở các tuyến như Hoàng Vít Sai, Lê Mạnh Dũng, Đào Quốc Gia và mới nhất là tuyển thủ U22 Việt Nam, Lê Minh Bình. Với những thay đổi trên, đội bóng đất cảng hy vọng sẽ tạo ra bộ mặt khởi sắc ở lượt về. Và như là cái duyên, thử thách đầu tiên của Hải Phòng ở giai đoạn 2 sẽ là cuộc tiếp đón đối thủ Kỵ Giơ Hà Nội FC trên sân nhà. Bóng chưa lăn, nhưng có thể hình dung ra kịch bản về một trận đấu khó khăn đang đợi thầy trò huấn luyện viên Việt Hoàng ngay tại Thánh Địa Lạch Tray. Dù đang có nhiều xáo trộn về nhân sự, nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn Hải Phòng nhờ đội hình đồng đều với bộ khung toàn tuyển thủ. Sau khi chân sút chủ lực Oseni chấn thương, Samson được cho Quảng Nam FC mượn trong giai đoạn lượt về. Hà Nội FC đã chiêu mộ Papa Ivu Keber, tiền đạo mùa trước ghi 24 bàn sau 25 trận ở giải hạng nhì Slovenia. Với sự tăng cường chất lượng trên hàng công, đội bóng thủ đô cho thấy quyết tâm lớn sẽ chơi tăng tốc ngay từ lượt về để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Hà Nội FC được đánh giá cao hơn, nhưng Hải Phòng lại có ưu thế sân nhà. Với sự hỗ trợ rất lớn của hàng vạn khán giả tại Lạch Tray, trận đấu chắc chắn sẽ rất hay, quyết liệt và nhiều điều để chờ đợi khi trong mắt hai đội đều coi nhau là những đối thủ bằng mọi giá cần phải vượt qua ở bất kể hoàn cảnh nào.